ra đâu. Em chỉ lại cho, tức là bốn cái tiếng này bây giờ mình tắt máy nó cũng không mất, hiểu không? Mình mở cái máy lên là mình nhấn store là mình lưu lại thôi. Anh muốn thay đổi gì á thì anh cứ chọn trong random này, ví dụ anh chọn số 1 đi, nó ra này, cho chọn điệu rung ba này, đó này, đó chỗ nào đấy, cuối cùng là đi con này, bốn là đi con này đấy, bốn là đi con này, đó nghe liền đó nào. Cái đây là cha cha, đó cái đây là silo, đó hình như là nó chỉ được có từng đấy thôi nha anh em. Để mình coi nào. Disco. Bánh à, bánh này tương tự đây, anh có thể lưu bánh 2, bánh 3 được này, thấy không? Đây, nhấn vào đây là bánh này, bánh 1 này, đó đây là bánh 2 này, đó, đó hồi nãy nó nằm ở bánh 2 này, đó. À, giờ nó nằm ở bánh 1 ta ơi, nó nằm ở bánh 1, nó nằm ở bánh 1 này, đấy, đây. Đó, nó nằm ở bánh 1, tương tự anh muốn lưu vào bánh 2, cái nhấn vào đây lưu vào bánh 2, đây. Nhớ nha. Thì bây giờ đây là mình lưu cái hộp nào? 4 1 2 3 4, em lưu cho anh 4 điệu đó. Hai cái bên ngoài là không có phải không? Nó chỉ lưu không, nó anh chưa nhìn số này. 1 2 3 4. Đây là cái store là cái ngân hàng. Là cái cửa hàng, ở đây là cái ngân hàng. Hiểu không? Cái ngân hàng, ngân hàng tiếng ở đây. Đây là ngân hàng tiếng, nó có tới 8 cái ngân hàng tiếng. Đấy, còn đây là store thì khi mình muốn lưu một cái gì á, ví dụ như em nhấn vào điệu này. Điệu này em điệu 8 bit này, đúng không? Rồi em lưu cái tiếng là tiếng flute chẳng hạn đấy. Bây em giờ, sẽ bây giờ tắt đi, tắt đi mở lại này. Giờ tắt thế này, tắt đi bật mở. Lên đi. Rồi anh mở lên. Giờ, đầu tiên bây giờ anh muốn lưu cái điều. Bây giờ em lưu là em chỉ cho anh nhấn này, anh nhấn vô đây này trước này. Như đây trước. Rồi để mình chọn cái ngân hàng này, cái banh này. Cái lần banh này ngân hàng đấy. Đúng rồi. Rồi đây. Mình chọn cái điệu này. Anh muốn chọn điệu gì? Cô phải bấm vô cái này cái nữa không? Đó, phải nhấn vào đây mới chọn được. Mà đèn, đèn nó lên rồi. Rồi, đèn lên này, ví dụ em chọn anh điệu rock này. Đầu tiên là không có đèn. Đúng rồi, không phải không có đèn mà là nó đang làm việc ở chỗ khác. Khi đúng. Mình mở lên là đèn nó có luôn. Thì cứ chọn đại khái cái chọn vào rhythm được rồi, được chưa? Rồi, anh nhìn thấy ở đây đúng không? Đây là cái điệu gì đó anh chọn, ví dụ bây giờ anh chọn điệu cha cha đi, hoặc là rumba, bolero gì đó đi. Rồi. Đó, bây giờ em chọn cho anh là cái điệu Audi 8 bit này. Được chưa? Rồi anh nhấn cái này lên nè, nó sáng này, được chưa? Sáng lên này, dễ chưa? Chọn điệu. Bây giờ chọn điệu. Đó, chọn điệu. Điệu bây giờ mình coi nó là cái số mấy. Ừ, đúng rồi. Rồi cái đó vậy anh phải thuộc. Cái thuộc. Có nó nhiều lắm, sao mà thuộc hết, tại vì đây là nó sẽ phân dòng này. Đây là Bolero nằm ở chỗ nào em? Nằm cái nhóm nào? Này, nhóm hồi nãy em lưu, em không phải là đèn, để em lấy lại coi. Nó nằm đây. Đó là em rumba đây, 106 ạ. Rồi ok, anh chọn giùm em là em về số 1 nha, anh chọn giùm em 106 nha. Nhớ không? 106 nha, rồi bấm đi, 106. 1, 1, 0, 0 ở đây đúng không? Không. 6. 6. Rồi, ok, nó không ra nè. Nó không ra. Nó không ra, rồi ok, em làm lại cho anh. Đây, anh nhấn vào redump, 106 bấm lại đi. Nó ngay redump ha. Ừ, rồi, 106. Chưa, anh chưa bấm. Bấm rồi đó, bấm đi. Rồi, bây giờ bấm 106, anh làm cho em một điệu rồi, em yên tâm. 0 0 6 đó. Chuẩn rồi, 3 này nó nhanh quá này, làm chậm lại này, đó chọn 75 này, 76 này, hoặc là 90 này, chọn tempo nha, xong rồi phải chọn tempo giống như mình chơi vậy đó. Khi mà anh bấm rồi cái này anh biết qua bấm cái này phải không? Đúng rồi, mới chọn tempo. Chọn tempo, tempo là nhanh chậm thôi đó. Đúng rồi nhanh chậm, cái này là nhanh tại chậm. Khi mình lưu là nó nhớ như vậy luôn. Anh hiểu không? Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình nhấn store giữ lại, giữ là shift control giống như trên cái computer mình nhá. Anh biết thao tác này mà đúng không? Rồi anh giữ cái nút store giữ lại, để giữ lại luôn. Rồi lưu vào số 1, giữ lại luôn, lưu vào đè vào số 1. Đè số 1 luôn. Rồi ok. Rồi. Đó, làm lại một lần nữa giùm em đi. Làm lại giữ lại. Giữ lại. Rồi, nó nhấn là recap là được rồi. Nó read nó đọc là ok rồi, thấy không? Đây này, nó được rồi này. Thấy không? Nó có ở trong này, này nhấn là gọi nó ra này. Đó, hiểu chưa? Gọi ra thật mà. Gọi ra này, bây giờ mình gọi nó ra này. Về nhà gọi nó ra đơn giản lắm. Bây giờ về nhà em đã lưu rồi, anh không cần phải nhớ đâu. Anh gọi số 1 là rumba, số 2 là cái gì? Là silo, số 3 là cha cha, số 4 là bossa nova, disco. Thì còn mình gọi một chữ một ba nó ra hả? Đúng rồi, anh chỉ nhắn vào số 1 là ra thôi. Vậy thôi. Không tin anh tắt đàn anh gọi ra. Đó.
đơn giản đúng không? Em làm cho nó dễ. Rồi số 1 là rumba, bolero lên đó. What? Đó, điệu disco là cuối cùng số 4. Đó. Đơn giản chưa? Đó, vậy vô chưa? Đó, đơn giản thôi, đừng đừng có phức tạp quá. Anh không nhớ cái gì thì cứ phone cho. Có 4 5 điệu mình chơi được rồi. Đúng rồi, thoải mái rồi. Có mai mốt mình vào mình chơi ngon là mình chơi cái này nè. Đó, chơi nó dễ hơn, tại vì cái này là nó cái thao tác nó đơn giản hơn phải không? Dạ đúng rồi, nó là trực tiếp. Còn cái này thì mà rất cái là cái tiếng nó hay hơn đúng không? Dạ, thì nói chung là quan trọng do mình chơi nữa thôi. Mà anh đam mê ấy, thì nhiều khi ấy, thật sự thì mỗi tiếng piano chơi cũng được. Đó, cái mỗi người thì em cái dư phương diện là giúp đỡ cho anh em. Nếu như mà khó khăn quá thì cứ inbox Zalo em chỉ cái thao tác lại. Và anh lưu, khi anh lưu á là bắt buộc tất cả, và anh em nhớ này là phải giữ cái stone này là không được bung ra. Làm rồi, ok. Bây giờ anh muốn lưu điệu sun, ok, bật nó lên từ nha. Rồi lên, các bạn xem anh làm nha, các bạn làm theo nha. Nhiều người làm là bấm không ra đó, đúng không? Rồi giờ chuyện điệu sun giùm em đi, anh nhớ nó bao nhiêu. Bây không giờ bấm vô này cái không, đúng rồi, nó ra đây rồi nè. Đúng rồi, chọn nó ra rồi hả? Đúng rồi, chọn điệu sun giùm em đi, em không biết nó nằm đâu luôn á. Hình như là nó nằm ở cái dòng disco đen gì đấy, pop rock rock đúng không? 111 đúng không? À đây này, anh phải nhìn vào rhythm này mới đúng. Thế bây giờ em lấy đại một tiếng điệu đi cho nhanh ha. Em lấy ví dụ như anh chơi sun á thì nó khoảng dòng này đây. Còn em vừa ấy cho anh đấy. Nó đây là sun sọp sun đây. Đấy, đám cưới nhà ai vui đó, vừa đám cưới nhà ai vui đó. Và bây giờ anh lưu rất là dễ. Thì ví dụ anh chỉ nhấn cái băng này lưu, ví dụ bằng 3, rồi anh chọn store anh giữ lại, store anh giữ lại, rồi anh chọn số 1 giữ lại, rồi ship nhấn số 1 nhanh lên, rồi số 1 rồi buông ra, thấy chưa? Rồi điều số 2 á là mình lưu rock chẳng hạn ha, function ha. Đó. Cái này là đánh xuyên cốt, đánh xuyên cốt ha. Rồi mình sẽ lưu ở số 2, ví dụ thôi. Đấy, nhấn là store số 2, store rồi số 2. Rồi mình gọi nó ra nha. Nó ngủ số 1 này là cái điệu sun này, chọn điệu sun này. Đó, có đúng không? Đúng rồi nè, chọn nè. Số 2 là nó cái điệu gì? Đó, đúng rồi, function này. Đó, anh làm được rồi đó. Ok, chúc mừng anh. Thì tương tự như vậy, em nó lưu cái băng 1 á là anh mở máy lên là đã có rumba, silo, cha cha và repeat. Tương tự như vậy là 8 băng còn lại anh tự làm theo ý anh ha. Còn mình muốn thêm điều gì nữa thì mình cứ làm theo. Thoải mái. Còn tiếng là mình chọn cái này cũng được luôn. Mình chọn nhanh là cái này. Ví dụ tiếng thì một bài thì mình chọn một tiếng thôi. Tại vì cái băng tiếng này nó cho phép mình lưu có một tiếng theo thôi. Còn những cái đàn của em á là nó cho 8 tiếng, 20 tiếng hoặc 30 tiếng một lúc. Dạ, thì nó khác nha. Dạ, nó đơn giản thôi, có gì đâu ha. Có cần làm lại một lần nữa không? Hồi nãy em cho cái đó là điệu.